Xin mở cả lớp, hai tay đặt lên đầu gối, hít thở nhẹ nhàng. Lớp khép nhẹ đôi mắt, tập trung tâm trí vào rốn. Từ từ hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật chậm. Hít hai, thở ra thật hết. Hít ba, thở ra. Hai lần nữa, hít vào một hơi thật sâu, thở ra thật hết. Lần cuối cùng, hít một hơi thật sâu xuống tận bụng của mình, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào, thở hết. Giờ cả lớp hít thở nhẹ. Ở cả lớp từ từ mở mắt ra. Mình khởi động, hai tay lên cao, hít sâu, đặt tay vào nhau, đẩy căng lên, mắt nhìn thấy ngón tay, thả lỏng cổ, thở. Hít sâu, từ từ cúi xuống, ấn cằm vào hõm cổ, nhìn thấy rốn, thở hết ra. Hít sâu, mắt nhìn thẳng. Thở, nghiêng người sang bên, kéo căng mắt nhìn lên, thả lỏng vai, thở hết. Mắt nhìn lên trần nhà, đúng không? Hít về giữa, thả lỏng vai, thở hết ra. Hít sâu kéo dài, thở nghiêng sang bên, thả lỏng vai, mắt nhìn lên, thở hết. Hít về giữa, thả lỏng thở. Mình bao vòng nhé, bây giờ kéo tay xa ra khỏi vai. Thở cuộn lưng, từ từ hạ tay xuống đất. Giữ thở, thả lỏng tay chấn đất. Ba vòng hít sâu lên, kéo xa tay ra khỏi vai. Thở ra cuộn bụng lại, đu hết người ra đằng sau, rồi chạm tay xuống đất, thở hết. Hít hai vươn lên, kéo dài, đẩy cao lồng ngực lên, kéo xa tay ra khỏi vai. Thở ra cuộn lưng lại, cúi xuống, thở hết. Lần cuối lên, hít sâu, kéo xa, mắt nhìn thẳng ra nhé, chỉ tập trung vào vai rồi, đúng không ạ? Thở cuộn bụng lại, thở hết nè, hít lên thẳng tay, thở hai tay đặt sau đầu, tựa đầu vào tay, mở vai, đẩy lồng ngực, rồi thở lỏng, thở, nhắm mắt lại, cảm nhận sức căng ở vai. Hít sâu, ép cùi chỏ, ấn cằm hõm cổ, cảm nhận gáy. Hít sâu, thẳng hai tay lên. Thở tiếp tục đẩy thẳng lên trên đầu, rút bụng lại, thở hết ra. Hít sâu, hai tay sang ngang. Thở nghiêng sang bên, mắt nhìn lên, thở lỏng, thở hết. Hít sâu, hai tay sang ngang, vặn mình luôn sang bên trái, xoay mặt, thở hết ra, đúng không? Thả lỏng vai, thở đều. Hít hai tay sang ngang, thở nghiêng lườn, mắt nhìn lên, kéo căng tay ra, lật dồn về phía ngón tay, đẩy thẳng cùi chỏ, đúng không? Hít hai tay sang ngang, thở vặn mình sang bên, đẩy lồng ngực, xoay vai ra sau, thở lỏng, thở đều. Rồi hít hai tay sang ngang, thở vòng tay sau lưng, xoay tay, kéo lồng ngực, ngửa cổ giữ thở, ấn cái tay xuống, đúng không? Ngửa cổ lên, thở lỏng cổ ra, đúng không? Mở cong lồng ngực nhé, cái này là mình vẫn tập cho vai ấy. Hít sâu, từ từ cúi xuống, chống đầu, cao tay lên, thở hết, thả lỏng thở.
cao mình có thể ép hai cái cổ tay vào nhau, còn không ép được thì đừng cố, nó sẽ bó vai. Chị Ngọc thử chạm hai cổ tay vào nhau thế nào, không được thì thôi nhé, cao tay lên. À, đúng rồi, rất đẹp. Hít sâu lên, thở thả lỏng hai bàn tay để vào đầu gối, hít thở nhẹ nhàng thả lỏng đôi vai. Rồi cả lớp xoay dài duỗi chân thả lỏng thở, lắc chân. À lớp duỗi chân nào, hai tay đặt lên đầu gối, đẩy thẳng lưng, hít sâu duỗi ấn mũi chân đấy. Hít sâu đẩy gót chân ra, mắt nhìn ngón chân, thả lỏng vai thở. Hít hai tay vươn dài lên, rút cái bụng lại, mắt nhìn thẳng. Thở ra hai tay cầm chân, vươn dài cầm, đẩy lồng ngực về đằng trước. Mắt nhìn ngón chân nhé, đẩy cao lên. Hít sâu, vươn cầm, ép xuống giữ thở, đưa bụng vào đùi, thả lỏng đỉnh đầu, thở hết ra. Cúi xuống thở đều, đúng không? Thả lỏng vai, hít thở nhẹ nhàng. Hít sâu lên, hít sâu ấn mũi chân đẩy lên tầm má, thả lỏng cổ ra, đúng không? Tốt đấy, đúng không? Hít sâu hạ xuống thở, hít co gối nè, co tiến. Hít hai tay cũng một đứng thẳng lên, cuốn người xuống và tư thế đứng kìm, ép sâu thở hết. Hai tay lên vươn dài, hít sâu lên chắp tay lại, kéo xuống trước ngực thở ra. Hai tay lên vươn dài, hít sâu thở hạ tay xuống về cái kìm, ép sâu thở hết, thả lòng mình thở, thở hết ra. Hít sâu chống tay vươn cầm, thở bước chân phải ra sau tấm ván, chân mở rộng bằng hông, hai chân mở rộng bằng hông, vươn cầm lên, mắt nhìn đầu thẳng, thở hết ra. Hít trườn người về trước, hạ hông kéo lồng ngực, con rắn rút bụng, thở hết ra. Hít sâu chống chân ép gót về chữ V ngược, ép sâu thở hết, đẩy nhọn mông lên, thả lỏng đôi vai, thở hết. Hít sâu chân phải lên, bước về giữa hai tay lên chiến binh một, chống gót chân sau lên, hai vươn dài, kéo cao người lên, mắt nhìn thẳng, thở hết ra. Hít sâu xoay hai chân về chiến binh hai, gót chân sau về chiến binh hai, cẳng tay, mắt nhìn dũng mãnh về tay chưa lại, đúng không? Hít sâu chống tay sau ngã sau, à, kéo dài người lên, đúng không? Thở hết ra. Hít về giữa hai tay sang ngang, thở ép nghiêng, thả tay xuống đầu gối, thở hết ra. Hít lên thẳng tay thẳng chân thở ra, tay phải ở dưới con đại bàng. Hít sâu tấn xuống chiến binh hai, giữ nguyên đầu gối, thở hết ra. Ba vòng hít sâu từ từ con đại bàng xoay về trước, thở hết. Ba vòng hít về giữa, thở rút bụng lại. Hít hai về, thở ra, hít vào, thở về và giữ. Từ từ chống gót chân sau lên, thở ra cúi người xuống tay vào lại bàn, giữ thở chắc chân sau vào, chắc chân sau vào, giữ nguyện, đúng không? Hít sâu từ từ đưa thẳng tay lên, thở tháo tay ra, hai tay sang ngang. Hít hạ tay xuống tay vào chân, thả lỏng đầu gối chân trước, giữ thở, mắt nhìn đầu thẳng. Hít sâu đưa chân phải thẳng lên trên đầu, úp đùi xuống, thở thả lỏng, thở hết ra. Ba vòng kéo đầu gối chạm khuỷu tay phải, rút bụng lại, thở hết ra một. Hít đẩy lên, thở chạm khuỷu tay trái rút bụng lại, hít đẩy lên, kéo về giữa rút bụng lại, hít về giữa đẩy lên, thở kéo đầu gối chạm mũi rút bụng lại,
rút cao mông lên, kiểm cao chân dưới đất, giữ thở. Hít hạ luôn cái đầu gối chân phải xuống giữa hai tay rồi ngồi xuống. Hai tay đặt lên trên đầu gối. Hít dâu đẩy cao đầu ngực kéo dài người lên, thở hết ra. Đúng rồi. Thở hết. Hít dâu bò về đằng trước, duỗi dài, trả lưng. Lăn cái hông sang bên trái. Thả lên người ra, thả cử tay xuống đất. Giữ nguyên thở hết. Thả lỏng thở đều. Hít sâu từ từ lên, hai tay kéo dài đường thở ra. Hít sâu vòng tay cầm chân đằng sau, bán chim bồ câu. Chắp tay lại cho em ở giữa, mắt nhìn thẳng. Hít sâu tay trên, chui đầu qua tay vươn mỏ, mắt nhìn về phía tay phải, mở cong lồng ngực thở hết ra. Hít sâu mở tay trên, mắt nhìn theo cổ tay, tay tư thế chim ra. Mắt nhìn theo tay, cổ tay thở. Và lớp tay trái, tay phải cầm lấy chân, luồn cái tay ra, chim bồ câu toàn diện. Đấy. Hít sâu, xoay vai, xoay xoay xoay, kéo lên, kéo lên. Đúng rồi, ngửa cổ lên. Quá tuyệt vời. Rồi, hít sâu về, trả lưng, duỗi dài người ra. Thở lỏng thở hết ra. Hít sâu bò lên. Thở xoay người về đây, giữ gót chân bên phải lên thành ép nghiêng. Hai tay lên vươn dài hít sâu. Thẳng tay. Thở tay trái ôm eo. Nghiêng người ép xuống dưới, từ từ cầm lấy chân. Xoay vai, mắt nhìn lên, thả lỏng thở hết ra. Để giúp giảm đau phần thắt lưng nhé, mọi người không được nhấc mông lên đâu. Hít sâu lên tấm ván nghiêng, chống tay thẳng, ấn bàn chân duỗi dài mũi chân lại đẩy lên. Tay áp sát bàn tay kéo dài người lên. Rồi hít sâu đặt tay vuông góc, chống chân so lên. Đấy. Hít sâu nhấc chân phải đẩy thẳng lên trên đầu, duỗi dài chân, rung dư cao chân lên lên nhé, úp đùi xuống. Rồi về chữ V ngược, ép sâu thở hết, đi bộ một tí cho đỡ mỏi chân, đúng không? Rồi ép gót xuống về chữ V ngược, ép sâu thở hết. Để cái chân bên này, chân trái lên hít sâu. Thở bước về giữa hai tay, lên chiến binh một, kéo dài chống chân sau lên, hít sâu, vươn dài, chân xuống. Rồi hít sâu hạ tay xuống, hai tay bằng chân, tiếp tục đẩy thẳng chân trước lên về tư thế kim tự tháp, cúi người xuống, ép sâu thở hết ra, thả lỏng thở. Hít sâu mở tay phải lên, tam giác. Đẩy thẳng tay lên, mắt nhìn theo tay. Cả lớp hạ bàn tay xuống, đúng rồi, kéo dài người lên. Hít sâu hạ tay xuống, tam giác vặn. Xoay gót chân sau theo người. Hít sâu, mở tay trái lên, mắt nhìn theo tay, thở hết ra. Lại kéo dài. Quá đẹp. Hít sâu hạ hai tay xuống. Ép sâu thở hết, kim tự tháp. Thả lỏng thở. Hít sâu khuỵu đầu gối chân trước, xải dài chân sau, chống gót chân sau lên, mắt nhìn đằng trước, thở hết ra. Hít đẩy chân trái lên trên đầu, úp đùi xuống, thở hết ra, kéo chân trái lên, mũi chân. Ba vòng kéo đầu gối chạm khuỷu tay, rút bụng, tay trái thở hết ra. Hít đẩy lên, kéo chạm khuỷu tay phải, rút bụng lại, thở hết. Hít đẩy lên, úp đùi cho em nhá. Thở kéo về giữa hai tay, thở hết ra. Hít đẩy lên, kéo đầu gối chạm mũi, rút bụng lại.
kéo cao đỉnh mông vào chân lên, rút bụng thở. Hít đẩy cao chân lên. Thở bước về giữa hai tay. Thả đầu gối chân sau xuống. Lên bán nguyệt, hít sâu chắp tay lại, kéo dài rồi lên. Lực chân sau. Đúng rồi, thở hết ra. Rồi hít sâu hạ tay xuống. Thở đẩy thẳng chân trước, ép sâu. Cúi xuống thở hết ra. Ba vòng tấn ngực. Hít sâu, tấn hông xuống, vươn ngực lên. Thở đẩy thẳng chân trước ra sau. Muốn soạt được phải từ từ. Hít hai, kéo ngực tấn hông, vươn cằm lên. Thở ra thật chậm, đẩy mông thẳng chân, thở hết. Hít ba, kéo ngực tấn hông, vươn cằm lên. Thở ra thật hết, đẩy ra sau, thở hết ra. Hít sâu về giữa. Mắt nhìn đầu thẳng. Rồi, xoạc đây. Xoay mắt nhìn đằng trước, đúng rồi. Lớp hít sâu, vươn ngực lên. Thở từ từ, bò ép xuống dưới. Ép, ép. Thả hai cử tay xuống đất cho em nhé. Xoay hông, thả lỏng thở. Rồi, hít sâu, xoay lên thở. Giữ nguyên đầu gối chân sau, co chân trước về giữa hai bàn tay. Đúng hai tay. Đấy, đưa lên. Di chuyển bàn chân trái ra phía ngoài bàn tay. Phía ngoài bàn tay. Đấy. Nghiêng cạnh bàn chân, dùng lực tay đẩy đầu gối, mắt nhìn lên đây. Đấy, mắt nhìn lên. Thì lên, thở lỏng, thở. À, hít từ từ ngồi xuống. Ngồi xuống và kéo cái chân sau về đầu bò. Hít sâu tay trái sát bằng tay. Thở gập ra đằng sau. Vòng tay phải cầm lại. Đẩy cao cổ tròn lên, mắt nhìn thẳng thế em. Thả lỏng thở đều, cười tươi, xinh. Hít sâu cuộn lưng xuống, chán chạm gối. Thả lỏng cuộn xuống, thở hết ra. Cái này chống cong vẹo vú lưng với chị. Rồi hít sâu lên. Thở vòng hai tay ra sau. Đây, thả lỏng. Hít sâu hai tay sang ngang. Thở hạ tay xuống đất, cuộn lưng từ từ cúi xuống, chán chạm gối. Và cảm nhận cái dây thần kinh nâng đỡ cuộc sống. Nó rút dài, kéo dài. Cái đó trị liệu đau thần kinh tọa và đau mỏi vai gáy nhé. Hít sâu, thở lớn lên. Thở này nghiêng sang bên phải. Cầm cái chân. Hít sâu lên, mắt nhìn sang cổ tay phải. Thở lỏng, ép nghiêng sang bên. Đúng rồi, rất là đẹp. Rồi, hít sâu về. Tay trái cầm ngón chân. Tay phải chân lại, hít sâu, đẩy chân lên. Móc đến theo tay, thở hết ra. Hạ chân xuống, xoay người ngồi, hai tay cầm ngón chân, còn ba nhá. Tập trung vào mông, hít sâu nhấc gót chân lên, thở đẩy cao chân, tập trung vào mông không tập trung vào chân, thả lỏng thở đi. Hít sâu từ từ kéo người về, tập trung vào mông kéo chân về, kéo chân, tập trung đúng rồi, rất đẹp, giữ nguyên rất là tốt, tập trung vào mông, cái này mình tập cho tuyến sinh dục đi. Hít sâu đẩy thẳng chân ra, thả lỏng đôi vai, thở hết, mắt nhìn ngón chân. Hít sâu hai chân chống xuống vuông góc, hai tay đặt ra sau, trước bàn ngược, chống bàn tay, xoay động bàn tay cho em nhé. Hít sâu nâng mông lên, đẩy cao lên, đúng rồi, chân vuông góc, thả lỏng cổ cho em, thả lỏng cổ ra đi, thở hết, thở hết, thở đều. Rồi, hít sâu từ từ ngồi xuống, thở ra. Hai tay đặt cạnh mông con thuyền chuẩn bị. Hít sâu nâng chân vuông góc. Hai tay thẳng đầu bằng đầu gối, thở hết ra.
Tiếp tục đẩy thẳng chân lên, tập trung vào mông, duỗi dài mũi chân cho em, rút bụng lại, giữ thở. Duỗi mũi chân. Từ từ mở chân ra, nằm xuống một nấc. Chân rộng bằng hông, nằm xuống một nấc nữa. Nằm hẳn, thở ra. Hai tay mở rộng bằng hông, hít vào một hơi thật sâu. Thở rất thật chậm. Hít hai. Thở ra thật hết. Hít ba. Thở ra. Hai chân co lại, ngón tay chạm gót chân, chân mở rộng bằng hông. Hít sâu thẳng hai tay lên. Đúng kỹ thuật, hít sâu. Thở từ từ đặt hai tay cạnh băng tay. Điều chỉnh tư thế và thu củi trở lại. Không được đặt sát tay quá. Ổn định hơi thở. Hít một hơi thật sâu. Thở lên, dùng lực tay đẩy cao lên. Cao lên, rồi dồn lực về giữa hai tay. Dồn ngực, đúng rồi, đẩy cao. Quá tuyệt vời, cái lớp thở đều đi. Đẩy tiếp đầu gối thẳng lên. Dồn lực vào ngực nhá, đẩy cao là ngực nó sẽ không dồn vào thắt lưng. Ở cái lớp từ từ chống đầu xuống giữa hai tay, chống đầu xuống. Rồi vòng tay ôm lấy đầu, chống củi trỏ xuống đất. Cẩn thận không okay, cái okay. Đấy, thu củi trỏ chống chống đầu xuống. Chống từ tay từ từ đã luôn. Dồn lực về phía ngực và phía củi trỏ. Tiếp tục đẩy thẳng chân về phía sau, sao cho đầu gối thẳng. Di chuyển dịch chân ra sau để di chuyển đấy. Rồi đẩy thẳng đầu gối cho em. Tiếp tục đẩy dồn lực về phía lồng ngực. Đẩy thẳng đầu gối, xiết được gọi. Đấy, đúng rồi. Thấy nó dễ chịu cái lồng ngực chưa? Thả lòng vai, thở đều. Quá tuyệt vời. Từ hạ gáy xuống, trượt 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 thoát thế, hạ mông, hạ mông, hạ mông, hạ mông. Đó. Lớp trà thế, ôm hai gối, bắt chân phải lên. Hít vào. Thu cầm lại. Thở ra. Hít hai. Thở ra. Hít ba. Thở hết. Đổi chân trái, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra thật hết. Hít hai. Thở ra thật chậm. Hít ba. Hai tay đặt xuôi theo người, giơ thẳng hai chân vuông góc trên. Duỗi mũi chân cho em. Duỗi, đấy, đúng rồi, duỗi dài mũi chân. Tư thế cây cày chuẩn bị. Hít sâu, bật chân qua đầu, thở ra tay đỡ lưng. Duỗi mũi chân ra, chân đặt xuống đất, đúng rồi. Rồi, duỗi dài mũi chân xuống đất. Đúng rồi, đẩy cao cái đầu gối lên. Mắt nhìn vào rốn thở. Thu củi trỏ vuông góc trên nhé. Tư thế toàn diện, kéo hai đầu gối vào mang tay. Kéo luôn hai đầu gối mang tay. Duỗi hai tay xuống đất. Ấn cái đầu gối vào mang tay. Dồn lực vào gáy. Cố lên, giữ nguyên đấy. Chị Thúy, dồn đi. Tay đỡ lên lưng, đẩy thẳng về cây cày. Hít sâu đưa chân phải lên. Một chân. Duỗi mũi. Giữ nguyên đấy, duỗi mũi chân. Tiếp tục, chân tiếp theo lên. Hai chân bằng nhau. Anh em nghe kỹ em này, dồn mông về phía mặt này, đẩy chân ra phía sau, duỗi mũi chân ra. Thả hai đầu gối vào trán, mềm người ra, thả chống đúng trán cho em, thẳng cái mũi chân duỗi ra cho em. Duỗi. Đấy. Rồi, thả tay xuống, thấm lưng. Rồi, thẳng. Tay xuống dưới mông. Thu khuỷu tay vuông góc. Hít sâu chống củi trỏ, nâng ngực lên. Rồi chống đầu, trả thế người cả. Thở hết ra. Thở đều. Đây là trả thế ở tổ hợp cái cày, không mỏi mỏi cổ. Và mình tập được huyệt là tuyến giáp chạm và tuyến ức. Rất là tốt. Đẹp ngực, đẹp da. Từ từ trượt gáy xuống. Trượt gáy xuống. Tiếp tục trả lưng ôm gối.
thả lỏng, thở đều. Thu cầm lại, hít vào, thở ra. Hít hài, thở hết. Hít vào, thở ra. Thở lên cây cầu một chân, chống bàn chân xuống đất, hai bàn chân xuống đất, vuông góc, trụ chân lại. Hít sâu, từ từ nâng mông lên, rút bụng lại, thở hết ra. Hít sâu, đưa chân phải lên, vuông góc một chân, duỗi mũi chân ra. Rồi hạ chân xuống, đối chân, chân trái lên, hít sâu, rút lên, duỗi mũi chân, nâng cao mông lên. Rồi chống chân xuống đất, thấm lưng xuống thật chậm, từng đốt sống lưng một, thở hết ra. Nâng hai tay ôm, cầm đầu gối, cầm đầu gối vuông góc, không ôm, đấy, cầm cái đầu gối đấy, thả lỏng, thở đi, rồi thở đi. Rồi đặt bàn chân xuống, chân mở rộng bằng hông, vẫn cơ cầu lên cao, hai tay xuôi theo người bằng hông, đấy, ổn định hơi thở, thở đều. Hết sâu, từ từ nâng mông lên, rút bụng lại, thở hết ra đã. Rồi đặt hai tay ở lưng chống, như là chống như là con lạc đá đấy, thu cổ chó vuông góc vào, à, dồn lực về phía cằm nhá, hõm cổ nhá, trụng chân lại này, cứ nghe em thôi. Hết sâu, đưa thẳng chân phải lên vuông góc, thẳng lên, thở tiếp tục nhảy chân trái lên, đúng rồi, quá đẹp, giữ vững chân ạ, thở nhảy lên, quá tuyệt vời. Hạ chân vuông góc xuống, chân lơ lửng vuông góc, đấy đúng rồi. Rồi từ từ chống hai chân xuống đất, về cây cầu, cao lên, tuyệt vời, hạ tay xuống. Rồi thấm lưng, từ từ thở hết, nhẹ vào, hai tay ôm gối, bắt chân phải lên trả lưng, hít vào, thở ra, hít hai, thở ra. Hít ba, thở hết. Ở cái lớp duỗi dài hai bàn chân này, trụ chân lại, tay phải sát bàn tay, hít sâu, thở từ từ nằm nghiêng sang bên phải, co gập, thư giãn an thần, một tay để lên mông, tay dưới đất ngửa, hít thở nhẹ nhàng. Cảm nhận một sự thư giãn hoàn toàn, buông lỏng toàn bộ cơ thể. Khi tay, lưng và chân ở trên một đường thẳng, toàn bộ nguồn năng lượng được hấp thu vào dọc cuộc sống, giúp bạn hồi phục lại năng lượng. Cảm nhận sự thư giãn hoàn toàn. Cả lớp co tiếp cái chân dưới lên, vòng tay ôm vai, co hai chân, thả cái bàn tay giống như em bé ngủ say này, thả lỏng, thở đi. Hít sâu, chống tay ngồi dậy, khoanh chân thẳng lưng, xếp chân vào. Cả lớp khép nhẹ đôi mắt, hít thở nhẹ nhàng. Chị Thúy hơi cúi cằm xuống một tí, đúng rồi, thả lỏng đỉnh đầu, thả lỏng đôi bờ vai, thả lỏng hai cánh tay, hai bàn tay và các ngón tay, thả lỏng cuộc sống, thả lỏng thắt lưng, thả lỏng khớp hông.
cười. Hai đầu gối, hai cẳng chân, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng trán, thả lỏng tâm trí, thư giãn hơi thở. Bạn tách nhẹ đôi môi, cảm nhận đôi môi đang mỉm cười, gương mặt trở nên bình an và hạnh phúc, tâm trí trở nên bình yên và tĩnh lặng, không còn căng thẳng nữa, không còn mệt mỏi nữa. Buông hết xuống và thở đi thật nhẹ, rất nhẹ. Cảm nhận như mình không còn tồn tại ở thế giới vật chất này. Chúng trở nên rất nhẹ, rất nhẹ. Xin mở cả lớp từ từ chắp hai tay trước ngực, hít vào hơi thật sâu. Thở ra thật chậm, từ từ cúi xuống sát sàn, thở hết ra. Thả lỏng đỉnh đầu, thở hết. Thả lỏng thắt lưng. Thả lỏng vai gáy. Mình chào nhau ở đây. Rồi, xin chào cả lớp, chúc cả lớp luôn tràn đầy năng lượng. Các bạn thật là tuyệt vời. Nếu mà các bạn mà thấy chúng tôi tuyệt vời, hãy thả like, thả tim đi. Tìm nhiều. Chào các bạn nhé. Đây là khóa 1 của chúng tôi hôm nay, trả bài tốt nghiệp đấy ạ. Cho tôi chào các bạn.